Xin chào tất cả các bạn. Thì cái triệu chứng nuốt vướng là một trong những cái triệu chứng phổ biến nhất mà người bệnh hay đến thăm khám ở những cái phòng khám chuyên khoa về tai mũi họng hoặc là phòng khám chuyên khoa về tiêu hóa. Thì nuốt vướng là gì? Đây là một cái cảm giác mà người bệnh họ mô tả như là có một cái khối gì đó hoặc là cái vật gì đó nó kẹt ở cái vùng hầu họng, nó tạo ra cái cảm giác khó chịu khi mà bệnh nhân nuốt nhưng mà nó không hề đau. Cái triệu chứng nuốt vướng nó có thể sẽ tạm thời mất đi, đặc biệt là bệnh nhân kể là sau khi họ uống nước hoặc là sau khi họ ăn thì cái cảm giác đó nó thay đổi, nó giảm đi. Nó khác với cái triệu chứng đó là nuốt khó. Nuốt khó đó là cái tình trạng như là có một cái sự tắc nghẽn thức ăn, nước uống, và nó tốn thời gian hơn so với bình thường để nuốt một cái thức ăn từ hầu họng xuống trong dạ dày. Và cái triệu chứng nuốt khó nó thường là xảy ra liên tục, thường xuyên, đặc biệt là sau khi bệnh nhân ăn hoặc là uống. Thì quay lại nói về nuốt vướng á, thì nó sẽ có thể gồm những cái triệu bao gồm những cái nguyên nhân tâm lý lẫn những cái nguyên nhân bệnh lý. Thì các nhóm nguyên nhân thường gặp của cái triệu chứng nuốt vướng, người ta thấy thứ nhất đó là nhóm nguyên nhân ở thực quản, như là những cái bệnh lý về trào ngược dạ dày thực quản là hay gặp nhất. Tiếp theo đó là những cái nhóm như là rối loạn chức năng của cái cơ vòng thực quản, tình trạng rối loạn vận động nhu động của thực quản, hay là các bệnh lý về túi thừa thực quản, những cái bệnh lý viêm thực quản do tăng tình trạng bạch cầu ế toan, cũng có một tỷ lệ nhỏ ung thư thực quản gây ra cái triệu chứng nuốt vướng này. Thứ hai đó là nhóm bệnh lý ở hầu họng như là những cái viêm amidan, viêm họng hạt, viêm nắp thanh môn, và một tỷ lệ là ung thư vùng hạ họng. Nhóm bệnh lý thứ ba đó là nhóm về bệnh lý tuyến giáp, như là những cái phình giáp, những cái nhân giáp, nó có thể làm cho bệnh nhân cũng có xuất hiện cái triệu chứng này. Thứ tư đó là những cái rối loạn về cơ xương. Thứ năm đó là những cái yếu tố tâm lý, đặc biệt nó xảy ra trên những cái bệnh nhân mà thường xuyên lo lắng, căng thẳng, stress, trầm cảm kéo dài. Thứ sáu đó là những cái nhóm nguyên nhân khác, có thể gặp như là tình trạng do cái tình trạng khô cái tuyến nước bọt, như trên những cái bệnh nhân đái tháo đường nè, hoặc là những bệnh nhân sâu xạ trị, hoặc là những cái bệnh nhân có cái tình trạng là chèn ép của những cái cấu trúc lân cận bình thường lên cái vùng cổ. Tuy nhiên nếu mà cái triệu chứng nó chỉ là thoáng qua thì đa phần là nó lành tính, nhưng nếu nó liên tục kéo dài và tiến triển thì các bạn cần phải thăm khám để các bác sĩ chẩn đoán và điều trị chính xác. Xin cảm ơn.